Anh. Nè. Em à, anh đã nói với em rồi, vẫn không chịu nghe lời. Đừng có làm lụng nhiều quá, vậy mà cũng không nghe. Anh á, đi từ mờ sáng tới giờ chắc mệt lắm đúng không? Để em rót nước cho anh uống nha. Thôi, em đừng có đi đâu hết. Một lát anh tự vô lấy uống được rồi. Nghe lời anh, từ giờ tới lúc sanh em không phải làm gì, không được đi đâu hết nghe chưa? Trời ơi, em đã làm quen tay quen chân rồi, tự nhiên bây giờ bắt em ở không à, chán chết luôn á. Đi nè. Sẵn có con gà này, anh sẽ nấu cháo tẩm bổ cho em. Lâu nay nhìn thấy em ăn uống kham khổ, dạ, anh cũng thấy xót ruột lắm. Phải chi anh kiếm được nhiều tiền hơn thì em không cực khổ như vậy. Mình à, vợ chồng mình á, có muối ăn muối, có rau ăn rau, chứ từ trước tới giờ em có đòi hỏi hay trách gì đâu. Thì ra anh mua con gà để tẩm bổ cho em. Mà anh á, bữa nào á, cũng thức sớm đi vô trong rừng, rồi tới chạng vạng mới về lận. Mình còn sức, phải ráng thôi em. Trời ơi, anh ráng cũng phải giữ sức mình chứ. Anh vô rừng á, vác cả đống củi về, bộ anh không sợ đau lưng hả? Anh á, anh phải giữ sức làm vừa vừa thôi. Rủi anh bệnh, làm sao em lo nổi, ai lo cho con nữa. Anh á, phải phụ em chăm con nghe không? Nè, em mới phải bớt bớt lại đi, bụng to sắp tới ngày sanh rồi. Mà cứ lì cãi anh làm việc hoài, không biết em với anh ai lì hơn nữa. Anh á, đi thì thôi, về là cằn nhằn em à. Không biết ai cằn nhằn nữa. Nói vậy chứ không có anh cằn nhằn, em thấy buồn lắm phải không? Anh này. Để vô làm gà cho em nghe. Mình sáng sớm mà mình lục đục gì ở dưới bếp vậy? Hôm qua chị Năm có đem cho mình một thang thuốc bổ, sáng nay anh dậy sớm sắc cho mình uống nè. Cảm ơn mình. Em à, chắc tầm 10 ngày nữa con mới chào đời phải không em? Mà có chuyện gì không anh? Anh tính mai vô rừng lần cuối trước khi em sanh, nhưng mà chuyến này chắc đi lâu, khoảng 3-4 ngày anh mới về. Bởi vậy anh cũng hơi lo. Em à, nếu như có dấu hiệu chuyển dạ nhưng mà anh chưa về kịp, có gì em gọi chị Năm qua giúp mình nghe. Mà đi gì mà lâu vậy? Lần này anh tính đi sâu vô rừng hơn một chút, vì trong đó có mấy loại gỗ quý bán được giá lắm em. Chỉ cần tìm được vài cây là vợ chồng mình có thể dư giả lo cho con được rồi. Sao tự nhiên anh lại có ý này vậy? Sáng nay anh tình cờ gặp lại mấy bạn cũ, họ trước kia cũng kiếm củi giống như anh vậy, nhưng mà từ khi họ chuyển qua sang gỗ quý, họ phất lên hẳn đó. Anh cũng muốn thử một lần xem sao, hy vọng kiếm được một ít để con mình sinh ra không phải khổ sở như vợ chồng mình. Mình à, em nghe nói đi cực lắm, mà lại vô rừng sâu nguy hiểm nữa. Em lại sắp sanh, hay là anh để em sanh xong rồi hãy đi? Với lại em cũng để dành một ít bạc, trong mấy ngày tới mình sống tằn tiện chắc cũng đủ mà anh. Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn em tiếp tục cuộc sống khổ sở như vậy nữa. Mỗi lần nhìn thấy em bụng to mà cứ phải làm lụng vất vả cực khổ, anh khó chịu trong lòng lắm. Em à, anh đi rồi về sớm mà, em đừng có lo nghe. Nè, nghe lời anh, uống hết chén thuốc đi. Dạ. Yên tâm đi,
uống đi em. Em cảm ơn chị nhiều lắm đó chị Năm. Không có chị em không biết làm sao hết. Cảm ơn cái gì? Mà thằng nhỏ á, nó cũng cưng ghê á, y chang như thằng cha của nó vậy. Không biết anh Mộc có chuyện gì không nữa. Tính tới bữa nay á, là 7 ngày rồi mà không có một tin gì của ảnh hết. Sao em lo quá chị Năm ơi. Nè, mới sanh nở được con nghĩ bậy nha. Sữa đắng á, con nó bú không được đó. Mà thằng Mộc á hả, nó đi mới có 7 ngày à. Nhiều khi á, vô trong đường sâu á, tới 10 ngày là bình thường. Không chừng á, chồng em á, đang trên đường trở về đó. Mà em đặt tên cho nó chưa vậy? Dạ rồi. Nó tên là Lâm. Là rừng đó chị. Anh Mộc, anh thích tên này lắm. Vậy hả em? Khi anh đi, anh dặn đi dặn lại, nếu sanh con trai thì phải đặt tên Lâm. Anh nói giống y như là anh không bao giờ gặp được con nữa. Cái con nhỏ này, cái miệng ăn mắm ăn muối mà nó bậy nó bạ không à. Thôi, em cũng mệt rồi, nằm nghỉ chút đi. Để chị ra làm sao nấu cho em miếng cháo nghe. Em cảm ơn chị. Ồ, gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Không, mình không thể nào tin những lời đàm tiếu về chồng mình như vậy. Mình phải tin tưởng chồng mình. Có ngày anh sẽ trở về với mình mà.
Sao lại khóc nữa vậy? Bộ ai nói ra nói vô nữa hả? Trời đất ơi, mày nín đi. Mày tin lời mấy người nhiều chuyện đó hay sao? Mới sanh con mấy tháng à mà cứ khóc hoài, như vậy là không tốt đâu nghe. Em không có tin đâu chị Năm, nhưng mà ngày nào họ cũng nói vô lỗ tai em như vậy. Người thì nói anh Mọc bỏ nhà theo người nhà giàu khác, người thì nói anh chán cảnh nghèo khó nên bỏ đi biệt luôn. Còn có người thì kêu em đừng có đợi anh nữa, ngày nào cũng nói như vậy, làm sao mà em chịu nổi hả chị? Mấy con buồn nhiều chuyện đó đó hả? Chị mà nghe đó hả, chị giả hết răng không còn mặn cháu luôn đó. Bộ hết chuyện hay sao mà bới móc chuyện của người ta? Chồng con có mệnh thì không lo, mà mày cũng thiệt tình à. Có buồn cách mấy á thì cũng ráng ăn uống đồ vô chứ. Mấy tháng nay á, nhìn bay á, lúc nào cũng như người mất hồn hết à, xanh xao tiều tụy. Rủi thằng Mộc nó về á, nó nhìn thấy bay như vậy á, rồi nó bỏ đi luôn rồi sao? Chị cũng nghĩ là anh Mộc sẽ về phải không chị? Ừ, nó sẽ về, nếu như nó còn sống. Chết rồi. Trời ơi, cái miệng ăn mắm ăn muối, quên nó bậy loạ không à. Thiệt tình chị nói không có gì sai hết. Anh đi biệt biệt mấy tháng nay, nếu mà anh còn sống á thì nhất định anh sẽ về thăm mẹ con em. Em không tin anh Mộc là người phụ bạc, anh ấy lại cả không phải là kẻ tham giàu bỏ nghèo. Anh sống như thế nào em là người rõ nhất. Nhưng mà Ngạc nói mấy lần người ta vô rừng tìm anh nhưng cũng không tới xác của anh. Vậy là anh còn sống đúng không chị? Em rất là hy vọng, em tin anh còn sống. Anh còn sống mà đúng không chị? Ừ, phải hy vọng mới sống được chứ bay. Nhưng bay cũng phải giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe để mà còn lo cho thằng Lâm nữa chứ. Em biết rồi, em cảm ơn chị Năm. Kỳ này không có chị bên cạnh, em không biết phải sống làm sao nữa. Chị yên tâm đi, em sẽ nuôi dạy con em thật tốt để chờ cha nó về nữa. Thôi em biết nghĩ vậy là tốt. Cha con nhất định sẽ về, sẽ về với mẹ con mình mà. Về rồi nè. Mẹ, mẹ nghĩ ta ra ngồi nghỉ đi mẹ. Con đã nói mẹ rồi, mẹ ở nhà đừng có làm gì hết, để con về rồi con nấu cơm cho mẹ. Hôm nay mẹ thấy con về trễ hơn mọi ngày, thành thử mẹ nấu trước nồi cơm vậy mà. Dạ, con ráng làm cho xong gì nên quên luôn thời gian. Nhìn lại thấy mặt trời xuống chân núi rồi, lúc đó con mới biết là sắp hết ngày rồi. Mẹ ngồi nghỉ tay đi, để con vô làm đồ ăn cho mẹ nha. Thôi khỏi, mẹ chưa có đói bụng đâu. Mẹ ở nhà có đói gì đâu. Còn đó, lúc nào cũng cực khổ, phải ra ngoài làm việc, về nhà lo cho mẹ. Cái tánh của con mẹ cũng không biết giống ai nữa, lúc nào cũng lo cho người khác hết. Chắc là giống cha phải không mẹ? Đúng đó, mẹ còn giống như đúc vậy, từ dáng dấp cho đến tính tình. Còn nói làm cho mẹ nhớ cha con quá. Thôi
Để mẹ vô làm món ăn cho con. Thôi, thôi, mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi, để con vô làm cho. Con làm nhanh lắm, mẹ chờ con nha. Ừ. Mẹ. Mẹ à, mẹ ngồi dậy uống chén thuốc đi mẹ. Mẹ uống thuốc đi mẹ. Sao mà mẹ hậu lâu hết quá. Hay là ngày mai con đổi qua bên hút thuốc của ông thầy Mười, cô có hay hơn không? Khỏi đi con. Qua thầy Mười á tốn tiền dữ lắm. Mẹ ho dăm ba bữa là hết thôi à. Hôm bữa còn hốt mớ thuốc kia mẹ còn chưa uống hết nữa mà. Con đừng có đổi thầy khác chi cho mất công vậy. Mấy bữa trước mẹ cũng nói như vậy, mà tới hôm nay con có thấy mẹ bớt ho chút nào đâu. Mẹ ăn cũng ít nữa. Hồi nãy mẹ ăn chưa hết chén cơm nữa. Mẹ già rồi, mẹ ăn ít cũng là chuyện bình thường mà con. Mẹ à, mẹ già đâu mà già. Mẹ còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ phải trẻ, đẹp, khỏe để cha về còn nhận ra mẹ nữa chứ. Mười tám năm rồi con à. Nếu mà ông còn sống, ông đã trở về rồi. Trước đây ngày nào mẹ cũng trông chờ, nhưng mà càng ngày mẹ càng hết hy vọng. Nếu mà không có con bên cạnh, chắc là mẹ ngã quỵ từ lâu lắm rồi. Chuyện cổ tích cho ta ước mơ, cho ta lớn khôn, rằng nàng tâm sẽ mãi sống vui bên đức vua. Tình anh em keo sơn biết bao khi có nhau, lời dặn quê hương trong trái tim.